Mai xin chào cô chú anh chị các bạn. Cứ bữa sáng thì Mai để gia đình nhà Mai đã ăn tầng 5 nhá. À, bữa sáng thì xuống đây ăn. Bữa trưa thì bữa tối thì ăn ở tầng 6 good morning. Và đặc biệt ấy là bữa trưa đấy thì ăn ở ngoài. Nếu không thì sẽ ăn ở trên tầng 15 đó. Vừa vào bàn một cái là có một đĩa bánh cầm ra. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì gia đình nhà Mai đang ở Florong. Đó, hiện tại thì gia đình nhà Mai đã lên tàu và đang ngồi trên xe buýt nhé, để vào thành phố thăm cảnh ở đây. Đây là tàu mà chở ra đảo nha. Nếu mình đi ô tô mình có thể đi tàu này này, xong họ chở mình ra đảo đấy cô chú anh chị các bạn. Đây là những cái người rời tàu đấy chị ạ. Đây có cái bến tàu này và cái pháo đài cổ này rất là cổ luôn cô chú anh chị các bạn. Lên cầu cảng này nhìn được toàn cái cảng ở đây đẹp quá này. Wow. Đấy là quay lại hai bữa này. Mày thấy có người lên tận cái chỗ tháp cao nhất ở cái chỗ cái ngọn hải đăng. Nó giống như là ngọn hải đăng nhưng mày không biết có chính xác nhá, hay là cái pháo đài ngày xưa đấy. Tháp canh ấy. Tháp canh ấy hả? Tháp canh đấy, nhìn ra biển đấy. Yêu ơi nhìn cảng biển này em nhớ hải sản nhá. Tươi sống ngon. Ôi thôi có chợ hải sản đây. Chợ nổi này ui giời. Ở đây có chợ hải sản đây, trời ơi cá tươi khô cả quên mất. Toàn cá tươi bán ở đây này. Hải sản đấy. Kiểu như trưa nay có bữa cá tươi ở trên tàu mua đây. Không, tối nay thì anh ạ, chứ nếu mình ăn buffet chắc chắn là có, sẽ có đâu. Wow. Nhưng mà đem vào miền Nam nước Ý này cũng ở cái ở cảng đấy, cũng thấy nhiều hải sản tươi bán thôi anh. Đây là quảng trường ấy. Hiện tại gia đình nhà Mai vừa xuống xe buýt nhá. Và bây giờ mọi người sẽ đi bộ ngắm xung quanh thành phố ở đây. La Nouvelle Venise, parce qu'elle est beau. Chắc cái là Po. Nu. Đây là vừa may quay ở cái chỗ này là Portega Vecchia. Có nghĩa là cái Chateau à? Có nghĩa là cái lâu đài cũ đấy. À, bây giờ thì mình đang ở đây. On va passer par là. Oui. Et après la rue commerçante. Ok, oui, ông xã đang nhìn bản đồ đây xem mình sẽ đi tới đâu vào đâu. À, mọi người đang chụp hình lưu niệm nhé. Hình như là Mai. Đây họ gọi là Venice thu nhỏ đấy. Đó. Ở đây họ đang gọi là Valencia đấy cô chú anh chị các bạn, giống như là thành phố dưới nước á. Mai đang đi tới trước cửa lâu đài cổ nhá. Chưa biết thế nào, bây giờ thì hai vợ chồng Mai sẽ vào khám phá. À, cô chú anh chị các bạn thấy trước mặt mình là lâu đài cổ không? Đó. Chưa quá sao? Mình xanh xăng. Không biết có đúng chính xác không? Từ thế kỷ thứ 16 nhá, mà Mai đoán thôi chứ Mai chưa biết chính xác nhá. Mai thấy ghi ở cửa. Mà họ lại ghi bằng tiếng Ý thì thôi rồi, Mai chịu rồi đấy. Wow. Rất là rộng luôn cô chú anh chị các bạn.
có là đâu. Ôi sao mai nhìn cái viên gạch ở đây xây rất là nhỏ, không có đúng hay không hay là do cái mắt của mình. À đâu, viên gạch nó rất là mỏng, nhưng cơ mà nó rất là dài dài, siêu dài luôn, siêu dài luôn nhá, nhưng nó rất là mỏng này. Thì không biết có chính xác không hay là do là cái mắt của Mai nhìn là mình cảm giác như vậy. Đó, và bên trong lâu đài là chỉ có thế này thôi nhá, giống rất là cũ kỹ đấy, rất là cổ, nó đã bị vỡ rồi, bị hỏng một số tường nhá cô chú anh chị các bạn. Đây là cái tường bao của nó rất là cao. Mai không hiểu gì về lịch sử, Mai chỉ quay một chút để cho cô chú anh chị các bạn ngắm thể tưởng tượng đó là cái lâu đài cổ thế nào thôi. Nhưng quán ăn ở bên cạnh dòng sông nhá, rất là lãng mạn. Bonjour. Đó. Bác cho bác thấy Mai quay, bác giơ tay bác chào. Đi khắp khu phố cổ này nhá, thì đi đâu cũng gặp mà con sông, với lại hai bên bờ sông thì có những cái pa tô nhỏ nhỏ đấy, những con thuyền nhỏ nhỏ đấy, giống như là Venice. La nascita di un figlio nella famiglia non è altro che confermare, sottolineare la bontà di Dio. Benedizione di Dio sono i figli. Prima le famiglie erano numerosissime, ma perché ci stava la televisione, al di là di questo. Ma benedizione di Dio sono i figli. Mai đã rời khỏi khu Venice nhé, Venice nhỏ. Bây giờ thì Mai quay lại khu quảng trường. Rồi nhà Mai đã đi xong, bây giờ thì lên xe buýt quay lại tàu. Hi. Thank you. Thank you. Pardon. Thôi, đội ta là bắt đầu đi về tàu. Hello chị Minh Anh Ngọc. Hello. Đặc biệt, hôm nay là bị lạc mất anh chị trên Nivolo. Hôm nay bị lạc mất anh chị trên Livolo. Mai ngồi Mai nhảy chai từ sáng đến giờ. Và bây giờ đang gặp một đôi tình nhân đang selfie trên xe buýt. Và đây một đôi tình nhân đang ngồi sau lưng Mai. Ok, vợ chồng Mai đã về đến tàu. Nơi hẹn hò ăn trưa của hai vợ chồng Mai. Rất là nhanh nhé cô chú anh chị các bạn, đúng không? Không biết là có vụ gì nhá, phóng siêu nhanh luôn. Sau lưng Mai là cái du thuyền khác nha. Giữa trưa phone shopping của Mai. Ngồi đây ăn nhé, có một cái tàu thì kéo, có cái tàu thì đẩy hay nhỉ? À, đây là tất cả các loại bánh gato như cô chú chị bạn. Cái view nhà chị đẹp thật đấy. Nhà em thì được mua một mặt thôi. Nhà chị cũng đằng sau đúng không? Cứ 6 giờ tối là tàu nhổ leo đi sang bến mới. Và bây giờ thì tàu đang rời khỏi bến Florence về tới Marseille nhé. Qua đêm nay thì sáng mai là Mai đã về tới nơi mà Mai xuất phát, là sẽ kết thúc chuyến hành trình. À, lần đầu tiên mà Mai mới được xem cái cảnh này. Nếu mà bên phòng của Mai đó thì Mai quay được cái tàu nó di chuyển, nó rời bến. Nhưng mà Mai không quay được cái nước lũ quận quận đằng sau đẹp thế này. Và rất là đặc biệt nha, nghe chị Cúc
và chị Minh kể đấy, thì hôm nay thì Mai chạy sang phòng chị Minh, tại vì phòng chị Minh đằng sau đấy, Mai có thể quay được trọn cảnh. Và rất là hay nhá, mỗi một lần mà tàu đi thế này đấy, sóng nó cuộn lên á, thì lại có một đàn hải âu bay đằng sau, mà đúng là mình chỉ được nghe từ hải âu ở trên biển thôi. Lần đầu tiên Mai thấy hải âu bay lượn khắp trên bầu trời, và giống như kiểu là bay nhiều nhất ở cái chỗ mà sóng của con thuyền ở đuôi thuyền đó, rất là hay nhá. Từng đàn hải âu trao. Thì Mai thắc mắc, sau đó thì Mai mới biết là anh Ngọc nói rằng là hải âu đấy, họ phải đi đằng sau thuyền như thế để mỗi một lần mà thuyền họ nhìn thấy cá họ sẽ bắt. Nhưng mà Mai chưa có xem được cái đoạn nào mà hải âu bắt được cá cả, nhưng nhìn rất là đẹp, rất là hay. Đó, bữa tối của gia đình nhá. Cá này, cơm. Đó, các anh thì ăn thịt kiều. Trong xã thì ăn thịt kiều. Cơm chiên ăn rồi. Sau bữa ăn tối thì Mai và anh chị thường ra chỗ bar nhá, uống ly cocktail, hay là anh chị uống rượu bia tùy, sau đó là xem mọi người nhảy. Thì ở đây đấy, bao giờ cũng các bạn nhân viên làm ở đây này, như cái bạn mặc vest quần đệ, quần bò, vest trắng áo tóc dài này, hay là cái bạn váy đỏ như này nhá, lưng trần ấy, đấy đó là hoạt náo viên, hay là những cái người mà nhảy trong đây đó. Đôi khi mà mình ngồi đấy đấy, họ sẽ ra họ mời mình, hoặc họ sẽ nhảy mẫu cho mình để kích thích đấy, để mời mọi người lên nhảy cùng, hòa mình cùng với họ nên rất là vui. Bữa nay vợ chồng Mai nhá, đi vào đây xem SpaceX. Oui, là au milieu, chérie. Đó, nơi đây mà hôm trước Mai đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn đó, là ở trong đây thì không bao giờ có buồn nhá. Thì Mai không biết là họ có bao nhiêu, nhưng mà Mai biết là có hai nơi nhá. Bên đây thì vừa có kịch này, vừa có ca nhạc này, vừa có những show diễn, vừa có xiếc nữa, vừa có vũ đoàn nhảy nữa, rất là vui. Nên là một ngày đấy họ có rất là nhiều chương trình, mình không ra ngoài thì mình xem cũng không chán nhá. Mà xiếc ở đây thì tuyệt vời luôn. Nói chung là cái program hàng ngày như thế nào đó, thì họ đã có một cái tivi, hay là một cái tivi lớn để ngay ngoài cổng đấy, giống như mình đi máy bay đó, mình đến sân bay thì họ có cái program để cho mình biết, mình lựa chọn giờ nào thì có chương trình nào, để nếu mà mình không thích cái chương trình này thì mình có thể xem chương trình khác. Nói chung là ở ngay trên du thuyền cũng có đầy đủ, như là một thành phố thu nhỏ lại. Ok, đây là buổi tối cuối cùng gia đình nhà Mai ở trên du thuyền, cho Mai xin dừng video ở đây. Mai cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương đồng hành cùng gia đình Mai. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thế cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.